Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng chuyên mục Thanh niên của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, đã từ lâu, Trung thu được cho là Tết dành riêng cho thiếu nhi. Đây không chỉ là dịp các em được pha cỗ, ăn bánh Trung thu, rước đèn ông sao, mà còn là dịp để người lớn thể hiện tình yêu thương đối với trẻ em. Hòa chung không khí đó, những ngày này, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình Tết Trung thu ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các em thanh thiếu nhi. Chương trình Trung thu ấm áp, lan tỏa yêu thương của Chi đoàn Thanh niên Cục Quản lý Thị trường tỉnh tại điểm trường Lũng On, xã Trưng Lương, huyện Hòa An là một trong những chương trình mang nhiều ý nghĩa. Để cảm nhận về không khí Trung thu của trẻ em vùng cao và những tình cảm của Chi đoàn Thanh niên Cục Quản lý Thị trường tỉnh, mời quý vị cùng đến với phóng sự sau đây. Cách trung tâm xã Trưng Lương 12 km, điểm trường Lũng On nằm giữa một thung lũng nhỏ. Đây là điểm trường khó khăn nhất của xã. Do địa hình chủ yếu là núi đá nên quỹ đất canh tác bị hạn chế, trồng ngô quanh năm cũng chỉ đủ ăn. Cuộc sống còn thiếu thốn khiến nhiều gia đình không có đủ điều kiện để chăm lo tốt cho con em mình. Vốn là người sinh ra và lớn lên tại xã nhà, chị Nông Thị Trang, bí thư Chi đoàn Thanh niên Cục Quản lý Thị trường tỉnh, thấu hiểu hoàn cảnh của các em học sinh ở đây hơn ai hết. Nên sau khi đã tốt nghiệp đại học, ra trường có công việc ổn định, điều đầu tiên chị nghĩ đến là làm điều gì đó giúp ích cho các em nhỏ trong xóm. Thế rồi nhân dịp Tết Trung thu năm nay, chị Trang đã có ý tưởng, xin ý kiến lãnh đạo đơn vị lên kế hoạch tổ chức chương trình Tết Trung thu tại điểm trường Lũng On. Bản thân mình được sinh ra ở đây và hơn 20 năm sau khi mình quay lại cái điểm trường này, mình cảm thấy là nhìn vào hoàn cảnh của các bé bây giờ như chính hiện tại của mình của 20 năm trước vậy. Chính cái điều đấy đã thôi thúc mình sẽ phải tổ chức một cái chương trình gì đấy để đóng góp một cái sức phần nhỏ bé của mình đối với cái nơi mình đã sinh ra. Đấy là lý do vì sao mình chọn điểm trường Lũng On để tổ chức cái chương trình Tết Trung thu trao gửi yêu thương của đơn vị mình. Mình có rất là nhiều lý do để tổ chức cái chương trình này ở tại cái điểm trường này, bởi vì là nhìn các cháu sinh sống và học tập với những cái điều kiện mà vất vả như vậy thì điều đấy đã thôi thúc mình sẽ phải là cố gắng kết nối với cả các đơn vị để tổ chức cho các bé, để xây dựng cho các bé một cái sân bê tông để các bé có cái khoảng thời gian, có cái môi trường vui chơi sau những cái giờ học và nghỉ ngơi và những cái hoạt động ngoại khóa. Sau cái quá trình khảo sát thực tế tại điểm phân trường xóm Lũng On thì sau khi ban chấp hành chúng tôi đã có cái kế hoạch chi tiết cụ thể trình lên lãnh đạo cục, và sau đấy lãnh đạo cục đã có quyết định phân công cho công đoàn cơ sở, hội cựu chiến binh và Chi đoàn Cục Quản lý Thị trường cùng phối hợp tổ chức cái chương trình Trung thu ấm áp và trao gửi yêu thương. Chương trình của bọn mình thì gồm có 3 nội dung. Nội dung đầu tiên là tặng sân bê tông trường học với diện tích trên 90m2. Nội dung thứ hai là trao tặng 19 suất quà cho 19 các bạn học sinh ở khối tiểu học và trao tặng 80 tấm thảm xốp cho lớp mầm non, khối mầm non ở tại điểm phân trường Lũng On. Và nội dung thứ ba là tổ chức bữa trưa vui vẻ cho các cháu và tổ chức Tết chương trình thiếu nhi và phá cỗ cùng các cháu tại điểm trường nơi đây. Đặt chân đến nơi đây, tận mắt chứng kiến hoàn cảnh, điều kiện học tập của các em học sinh đã khiến tất cả mọi người trong đoàn cảm nhận sâu sắc hơn về ý nghĩa chương trình. Lớp học nhỏ trở nên ấm cúng hơn khi anh chị trang trí bảng hoa và bóng bay lung linh sắc màu. Các em nhỏ ai cũng vui mừng vì chưa bao giờ được vui chơi trong một không gian đẹp như vậy. Những mâm cỗ đơn giản nhưng xinh xắn đã được hoàn thành nhờ sự chu đáo của các anh chị đoàn viên. Dù chỉ là những chiếc kẹo, cái bánh bình dị, nhưng đó là tấm lòng của những người anh chị đi trước, mong muốn mang đến cho các em một ký ức đẹp về Tết Trung Thu. Một chương trình nhỏ nhưng được lấp đầy bằng tình người ấm áp, đúng như ý nghĩa nhân văn mà hoạt động này hướng đến. Mình lấy cái chủ đề Trung Thu ấm áp tại vì là trong cái nội dung mà tổ chức Tết Trung Thu cho các bé thì chúng tôi cũng có đan xen những cái nội dung như là tặng sân bê tông, tặng trường học, và qua đấy thì chúng tôi cũng mong là những cái ấm áp, cái tình người của chúng tôi được trao gửi cho các bé thì sẽ là cái động lực để thúc đẩy các bé sẽ phấn đấu trong học tập hơn nữa và sẽ có một tương lai tươi sáng hơn.
phá cỗ, giây phút mà các em mong chờ nhất đã đến. Các em mừng rỡ cùng nhau thưởng thức các loại bánh kẹo, hoa quả. Đây sẽ là một Trung thu đáng nhớ đối với các em, vì chẳng mấy khi các em được phá cỗ lớn như vậy. Nhất là khi được các anh chị tổ chức các trò chơi đố vui thì không khí chương trình trở nên vui nhộn hơn. Những nụ cười hồn nhiên đã thể hiện niềm vui trong lòng của các em. Có lẽ trong những giây phút này, các em như được sống đúng với lứa tuổi của mình, được có cái Tết Trung thu đầm ấm như bao trẻ thơ khác. Niềm vui này không phải riêng các em, khi được nhìn thấy các em vui vẻ, những người anh chị cũng cảm thấy trong lòng hạnh phúc vô cùng. Qua cái chương trình chúng tôi tổ chức ngày hôm nay thì chúng tôi cảm thấy là chúng tôi rất là vui khi mà nhìn thấy những cái nụ cười của các bé, khi mà được chúng tôi tổ chức các chương trình về tặng quà rồi phá cỗ, tổ chức các trò chơi Tết dân gian và vui chơi cùng các bé. Cái điều đấy sẽ là một cái niềm cảm hứng cho chúng tôi để sau này chúng tôi thực hiện tiếp tục nữa những cái chương trình ý nghĩa như vậy. Không chỉ mang đến bánh kẹo mà các anh chị còn mang đến cho các em mỗi bạn một bộ đồng phục. Có thể đối với các bạn nhỏ khác, quần áo đồng phục chẳng có gì lạ lẫm. Nhưng đối với các bạn học sinh điểm trường Lũng Ong, đó là món quà ý nghĩa, vì nó sẽ là bộ đồng phục đầu tiên của trường. Cùng với đó, những chiếc thảm xốp cũng đã được trao đến tay các em nhỏ. Nó là món quà ý nghĩa giúp các em vượt qua mùa đông giá lạnh. Nhận được món quà này con rất là vui. Con cảm thấy Tết Trung thu thật là ấm áp khi có chương trình này. Con xin hứa con sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng các cô chú, anh chị. Trước khi tổ chức chương trình Tết Trung thu, các đoàn viên trong chi đoàn đã tham gia góp ngày công lao động đổ sân bê tông tại điểm trường. Sau một ngày lao động miệt mài, một khoảng sân rộng 60m² đã hoàn thành. Có khoảng sân trường mới, niềm vui như được nhân lên với các cô và em học sinh điểm trường. Giờ đây, các em chẳng còn lo những ngày mưa nữa, thay vào đó là khoảng sân rộng rãi, sạch đẹp để vui chơi và tham gia các hoạt động ngoài trời. Khi có sân trường mới, con cảm thấy rất vui. Có sân trường mới, con có thể vui chơi cùng các bạn mà không sợ bẩn nữa. Niềm vui của các em cũng là chính niềm vui của các thầy cô giáo đang công tác tại điểm trường. Chương trình như nguồn động viên tinh thần để họ tiếp tục bám làng vì những học sinh thân yêu. Trong cái chương trình là của bên chi cục quản lý thị trường tỉnh đã đưa đến cho các em thì các em học sinh rất là phấn khởi và vui vẻ. Cũng qua đây thì cũng xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả các đồng chí trong chi cục quản lý thị trường tỉnh đã đưa lại cho các cháu mầm non cũng như tiểu học một cái sân chơi rất là bổ ích và để phục vụ cho cái hoạt động ngoài trời của các cháu. Thì trước đây thì là những hôm trời mưa ấy, thì là gần sân chơi thì mưa nước vào thì cái sân chơi thì là toàn đất bùn thì các cháu đi vào cũng rất là khó cho cái hoạt động ngoài trời. Và từ khi nhận được cái sân chơi này thì các cháu rất là vui vẻ, phụ huynh rất là phấn khởi đối với điểm Lũng Ong này. Từ khi cái tiếp nhận cái sân chơi này thì nhà trường cũng sẽ là sử dụng và bảo quản thật tốt hết cái công năng của cái sân chơi và sắp xếp cái đồ chơi ngoài trời thật là gọn gàng để thuận tiện cho các cháu là tổ chức cái hoạt động chơi ngoài trời của các cháu mầm non ạ. Thời gian có thể trôi đi nhưng điểm trường Lũng Ong vẫn ở đó, dìu dắt bao thế hệ học sinh trưởng thành. Dù khó cơ sở vật chất, điểm trường còn nhiều khó khăn nhưng các thầy cô và trò ở đây vẫn vững tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn sẽ đến. Cũng qua chương trình, các bạn đoàn viên chi đoàn thanh niên của quản lý thị trường tỉnh muốn lan tỏa đạo lý làm người, lá lành đùm lá rách, để điểm trường tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa. Qua cái chương trình hôm nay thì chi đoàn chúng tôi mong muốn là sẽ
điểm trường Lũng Om sẽ tiếp tục nhận được những cái chương trình ý nghĩa như vậy đến các cháu, tại vì qua thực tế khảo sát thì cái điểm trường này còn rất là khó khăn, nên là cũng rất là mong là ở thời gian tới sẽ có các nhà hảo tâm và những cái sự tài trợ về điều kiện vật chất và tinh thần cho các cháu nhiều hơn nữa. Chương trình Tết Trung Thu hướng về thiếu nhi vùng cao của các đoàn viên chi cục quản lý thị trường đã khép lại, nhưng tình người ấm áp vẫn còn đó. Tất cả chuỗi hoạt động của tuổi trẻ chi cục đã thể hiện sự chăm lo của những người anh, chị đi trước cho những mầm non tương lai của đất nước. Tết Trung Thu năm nay sẽ đọng lại trong các em những kỷ niệm đẹp về tuổi thơ, tạo niềm tin mới để các em vươn đến một tương lai tươi sáng hơn. Chuyên mục thanh niên tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.